Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Happy birthday chú Du, happy birthday chú Du. Trời ơi Cam ơi, Cam biết hôm nay là ngày gì của Cam không Cam? Hả Cam? Cam ơi, Cam biết đúng không? Trời ơi, nó gật đầu kìa các bạn ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ta-da. Và ok bạn ơi, mấy bạn biết ngày hôm nay là ngày gì không? Chắc là bạn nào đọc tiêu đề của video thì chắc mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay chính là ngày gì? Mấy bạn hãy thử đoán xem. Bây giờ mình cho bạn 5 đúng giây rồi. Để đoán nha. Ok nè, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, bạn nào mà đoán là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Cam thì là đúng rồi các bạn ơi. Hôm nay chính là ngày sinh nhật 1 tuổi của Cam nha mấy bạn nha. Đó, Cam ơi, Cam vui không Cam? Vui không con? Vui đúng không? À, ok. Mà khoan từ, quên. Còn một câu đố này nữa, đố mấy bạn nè, là ngày sinh nhật của Cam là ngày bao nhiêu? Nếu như bạn nào đoán đúng thì mình sẽ thả tim nha. Bạn đoán xem, đoán xem. Đó, mấy bạn có 5 giây để đoán ngày sinh nhật của Cam nha. 5, 4, 3, 2, 1. À, ok, tôi cá chắc luôn nha là có nhiều bạn đón ngày sinh nhật của Cam là ngày hôm nay đúng không? Nhưng mà sai rồi, ngày sinh nhật của Cam là ngày 1 tháng 6 nha các bạn nha. Ngày 1 tháng 6 lần đó nha. Nhưng mà là do á, là cái video này mình quay từ rất là lâu rồi. Hôm nay mình mới up lên cho các bạn xem thôi. Thật ra sinh nhật của Cam là ngày 1 tháng 6 nha các bạn nha. Mấy bạn nhớ là hãy comment chúc mừng sinh nhật Cam để gọi là chúc mừng cho Cam được 1 tuổi nha các bạn. Ok, à một cái đã Cam ơi, lại đây đây. Ba có cái này đặc biệt, rất là đặc biệt luôn dành cho Cam nè, lại đây. Ten 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 ten. Đó, Cam thấy không? Hả? Dữ thần vậy? Gì? Đẹp đúng không? Ông chuẩn bị hết luôn hả? Đúng rồi, tôi chuẩn bị hết đó bà coi nè. Ở chỗ này nè, là nó có nguyên cái bánh kem to đùng cho Cam luôn. Còn ở đây có trái cây nè, bánh pizza nè, coca nè, thịt gà quay đó, rất là nhiều đồ ăn cho Cam luôn. À khoan, xung quanh đây nè, mình còn trang trí thêm cả hoa nữa nè bạn ơi. Ở chỗ này mình còn lắp thêm cái đèn nữa nè. Đó, nó lấp lánh nhìn đẹp mạt. Ok, Cam ơi. Ủa Cam rồi? Cam ơi. Cảm rồi. Ơi ra đây đây. Vui quá, chạy lung tung dễ sợ. Vui vui không Cam? Con thấy vui không? Vui đúng không? Đấy, gật đầu bạn, gật đầu. Ok. Rồi, mà khoan nha. Cái món quà hôm nay ba dành cho Cam á không chỉ là chỉ có mấy cái đồ này không đâu, mà hôm nay á ba còn có chuẩn bị cho Cam thêm món quà siêu to khổng lồ đây nữa. Thấy này cái gì không? Trời ơi, to dữ vậy. Em có khi nào chiếc xe Lamborghini cho Cam đi không? Ê, bà bị gì vậy? Tôi còn không có Lamborghini để tôi đi nữa. Ở đâu ra mà tôi mua cho Cam trời. Nè, bây giờ nè. Bây giờ Cam vô đây. Cam ơi, lại đây đây. Bây giờ Cam đứng ở giữa đây nè. Đứng chủ xì đứng giữa nè. Đúng rồi. Bây giờ Cam nhìn cái hộp quà nha, nhìn hộp quà nè. Bây giờ ba đếm từ 1 đến 3 thì sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Cam nè. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Ồ, ghê. Xin giới thiệu với Cam. Đây chính là món quà hôm nay ba dành cho Cam. Ba có mời Chúa Hời về diễn ảo thuật cho Cam. Nếu Cam thích gì, Chúa Hời sẽ mua cho Cam. Nếu nó ghẻ. Ok. Hôm nay sinh nhật Cam không? Chụp hình Cam đấy, chụp hình Cam đấy. Rồi, chụp hình hoài. Ok bạn ơi, thì bạn thấy cái bữa tiệc sinh nhật của Cam hôm nay vui các bạn. Hôm nay nè là có mèo Simmy nè, có anh Siro với anh Mr. Dịch đóng giả Chúa Hời đến đây để gọi là dự sinh nhật cho Cam nè bạn ơi. Sao Chúa Hời Mr. Dịch. Chúa Hời Mr. Dịch nha bạn nha. Ok, đấy bạn thấy sinh nhật hôm nay vui không? Thật ra là hôm nay còn thiếu chị Camui với lại là người ta Kairon nữa. Nhưng mà do là bởi vì là hôm nay Kairon bận rồi, chị Camui cũng vậy, cho nên là thiếu hai người đó bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một buổi sinh nhật dành cho Cam. À rồi ok, bây giờ mọi người ra. Mọi người giao ngồi. Cảm ơn mọi người tới dự sinh nhật Cam nghe. Trời ơi, cảm động biết sao. Ngồi vô, đấy. Ok, hôm nay bạn nhìn nè, con Cam nó vui quá, nhảy tưng luôn nữa bạn. Ok, tạm khoan từ. Hình như là mình thấy thiếu gì các bạn ơi. Hình như nó thiếu gì á. Hình như là mỗi buổi sinh nhật thì thứ cần nhất đó chính là quà sinh nhật. Đúng rồi, mấy người có mang quà cho Cam á? Hả? Mấy người kêu quà, trời, nhà không có gì mang quà. Có đây, Cam. Đây, chị tặng cho em trước nè. Chị ông ăn đồ kìa. Đâu bây giờ để coi Sim tặng cho Cam cái quà gì nè. Đâu quà gì đâu. Tôi sẽ tặng cho Cam cực kỳ nhiều bé cá. Tôi được câu được. Ồ trời ơi, Simmy tâm lý quá nha. Đúng rồi bạn ơi, mèo rất là thích ăn cá luôn, cho nên là gọi là người ta Simmy quyết định tặng cho bé Cam rất là nhiều cá bạn ơi. Ok rồi đấy, rồi ok, bây giờ thì dịch có quà gì tặng cho Cam không hả? Dịch Chúa Hề anh nhiều quá lắm. Trời ơi, Chúa Hề mà nhiều quà lắm. Đầu tiên sinh nhật chúng ta phải có gì? Bóng bay. Trời ơi, tặng bóng bay luôn, ghê thiệt. Còn trời gì đâu. Trời ơi, vẫn còn nè. Tiếp theo tặng cho Cam một chiếc hồ bơi hình con nhật.
đẹp dữ, được nghe quà này được nè. Ok. Rồi, bây giờ tặng cho Cam thêm cái nữa là cái này là Cam có thể chơi lúc rảnh nè, đó, chiếc xích đu. Cam. Ờ vậy đây, tính ra là xích đu là chỉ dành cho con người thôi chứ Cam là con mèo mà, sao Cam đu xích đu được? Cam đâu? Là xích đu đứng ra sợ con. Đi lên. Không kẹo, cái tao không kẹo kìa. Đó không? Dịch tặng quà gì đâu mà quà của dịch làm Cam không thích kìa, vậy có quà gì hết không? Thế bây giờ đây cho Cam cái này là nhỏ xinh là đó, chơi mất đi cho rồi não chơi. Trời ơi anh ơi. Anh ơi, người ta là con mèo anh, người ta đâu phải con người đâu, người ta biết chơi Rubik anh. Trời ơi là trời, có gì khác không? À có đầy thứ khác. Trời đây này, không chơi thì Cam chơi búp bê không? Cái này thì được nè, tại vì Cam là con gái nha các bạn. Nếu như bạn nào không biết á thì Cam là con gái nha, cho nên Cam có thể chơi búp bê được nha. Ok, khoan từ, còn có quà gì đó không? Cam và con gái hả? À? Trời ơi, Cam và con gái thì câu chuyện nó lại dễ dàng quá. Ok rồi, đây đầy gấu bông cạo Cam này đó. Cam mùi Cam cắn sẽ thoải mái luôn. Đó. Wow. Sao mai hết luôn. Quá trời, được. Quá trời gấu bông luôn. Ủa mà khoan từ, các bạn ơi, tính ra là hôm nay mình thấy Dịch là người tặng nhiều đồ nhất luôn. Trời chỗ Dịch đẹp trai quá Dịch. Hôm nay Dịch đẹp trai quá. Trời ơi, Mr. Dịch mà, trời ơi, đi làm hề nhiều tiền lắm. Trời ơi bạn ơi, anh Dịch hôm nay sợp quá, anh Dịch tặng cho Cam quá trời búp bê nè, quà rồi bóng bóng bay tùm lum la. Cam thích không Cam? Cam ơi, thích không? Thích không? Thích đúng không? Đấy, ủa mà khoan anh ơi, còn gì nữa không? Anh có gì lấy ra hết đi. Ủa gì vậy? Ê, bây giờ mình đổi thương đi, bây giờ mình đi ba đứa là còn cái thằng nó ngồi ăn này không hỏi nó, cứ hỏi chú em. Ê, đâu? Tính ra là sinh nhật của Cam, anh không tặng quà mà anh ngồi ăn ăn gì cơ rô, hả? Ủa, anh tưởng đâu mới vô sinh nhật là phải ăn trước mà. Trời ơi, người ta tặng quà trước, người ta mới ăn chứ, ta còn chưa thổi bánh kem nữa, ông đã ăn đồ ăn trước rồi. Qua đây nhanh lên. Ủa vậy hả? Quên, lâu không đi sinh nhật quên luôn á ba. Đây, anh có quà tặng cho Cam nè. Đâu, quà đâu? Trời, gì toàn cá vậy? Gì toàn cá vậy? Trời ơi, cá là người ta đi là người ta đi vì tấm lòng đây nè. Anh tặng cho Cam thêm một cái này rất là đặc biệt nữa nè. Đâu cái gì? Gì đâu? Đó. Trời ơi, bất tả. Trời ơi, tào lao quá. Bây giờ mùa 2021 rồi còn tấm lòng nè. Muốn tấm lòng nghề nè. Tặng Cam luôn con iPhone 12 Pro Max 64. Ủa phan, cái này đâu phải iPhone đâu anh. Cái này đồ chơi iPhone dành riêng cho mèo. Trời ơi, mới thiết kế chưa ra mắt. Trời ơi, đồ thấy không? Cái này nè, anh nghĩ Cam thích cái này nè. Đâu, thích gì đâu? Cam thích cái này. Ủa anh, để này Cam ngủ giật mình chơi vậy? Đúng rồi, cái hình này xấu quắc à. Thôi ông chú hề này nhìn xấu quắc à, không thích đâu. Bây giờ nè, anh có quà gì đặc biệt hơn không? Chứ giờ đúng tặng, rồi. Tặng cho Cam mà tặng cá nãy, hồi nãy là xin hả? Có quà là bị nè, anh tặng cho Cam cái lò. What the hell? Trời, làm gì? Mình nướng Cam ha. Mà nãy giờ anh tặng cho Cam tặng cá sống của mày, Cam phải dùng cái này để nướng cá sống ăn. Trời, tào lâu quá. Nhà em á đầy bếp để nướng rồi. Bây giờ là anh có quà gì khác không? Trời ơi bạn ơi. Rô nhà giàu nhất tim mà rô à, tặng quà bèo quá. Thôi nói vậy tự ai lại tặng Cam nguyên laptop mà laptop 50 triệu luôn. Vậy? Trời ơi. Laptop 50 triệu. Trời ơi. Đâu biết được laptop đâu. Ê rồi, tính ra là Cam là con mèo anh tặng cho Rô cho Cam cái laptop làm gì, thôi cho em đi, em lấy nha. Ok. Đúng rồi. Vậy thì cho Cam làm được laptop cho Cam cầm này đi quay vlog luôn nè. Thôi trời ơi các bạn ơi. Hey, người ta thường nói rằng á là trên đời này không có gì mà gọi sao ta, người ta tặng quà thì tặng tiền là thiết thực nhất các bạn ạ. À, không biết đâu có tiền không ta. Rồi, có tiền không? Luôn à, yếu rồi mày luôn hả? Giờ tặng Cam tiền thì Cam đâu có xài đâu, mày xài đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, giờ em nói anh nghe nè, anh tặng cho Cam tiền đi rồi sau đó em lấy tiền đó em đi mua ba tê cho Cam, hiểu không? Không. Thiệt. Tặng tiền thì thiếu gì đây? Tặng bia ai đang tặng tiền nó tặng Cam. Đó, toàn vàng 4 con 9 mới chung khỏi luôn. Trời ơi, toàn vàng không vậy trời. Ơi nhưng mà anh ơi, tính ra là trong Minecraft vàng nó đâu có gọi là đỉnh bằng kim cương đâu, có kim cương không? Tầm gia ta tặng Cam à. Đó. Kim cương. Trời ơi, tất quá. Được anh ơi, được kim cương nữa nè. Phong gì nè, thời buổi phải tặng tiền nó, tiền vàng nè. Nó tặng kim cương rồi gì? Nhiều tiền quá bạn ơi. Trời ơi, nhiều tiền quá. Trời ơi. Mấy bạn ơi, mình nói bạn nghe nè, ngày nào cũng làm sinh nhật cho Cam thì chắc ngày nào mình cũng được tiền hết các bạn ơi, chắc ngày nào mình cũng được sinh nhật quá. Ok, quá trời tiền luôn. Hey, Cam ơi. Cam đâu rồi? Cam ơi. Qua đây. Trời ơi Cam ơi, hôm nay nè là mấy chị trong làng Hello Team đến đây tặng cho Cam, nào là tiền nè, nào là kim cương nè, rồi quà rồi bóng bóng bay rồi kiểu Cam thích không Cam? Thích không? Thích đúng không? À. Ok bạn ơi, thì cái video này không chỉ gọi là chỉ tặng quà ở trong game không đâu nha các bạn nha. Đây là một video rất là đặc biệt luôn. Vậy cho nên là các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Cuối video là sẽ có cả vlog mình làm sinh nhật cho Cam nữa, cho nên các bạn nhớ xem nha các bạn nha. Ok. Rồi, bây giờ anh em mình ngồi vô để ăn sinh nhật nào. Ngồi vô. Nào từ từ, mất
quên mất hát chúc mừng Happy Birthday. Đúng rồi, phải, Happy Birthday. Giờ phải ngồi vô nè. Ê giờ đây tính ra chỗ là chỗ của Cam. Dạ, chỗ của Cam luôn à. Ủa luôn chỗ hả? Trời ơi là chạm ngồi chỗ chỗ xì luôn á. Ok rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Cam nha. Rồi rồi. Chuẩn bị nè. 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, mình cuộc đời của mình chưa bao giờ thấy một cái team nào mà hát dở như cái team này mấy bạn à, thiệt luôn á, mệt ghê luôn trời. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển qua vlog ăn sinh nhật của Cam nha các bạn nha. Ok, 3, 2, 1, vô. Đen. Sinh nhật mà buồn ngủ mọi người. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của bé Cam mấy bạn ơi. Ở hôm nay có cả Simmy và bé Mưa đến tham dự chúc mừng sinh nhật nữa. Ok. Cam ơi. Cam ơi. Con sắp đi ngủ rồi. Thôi thôi, cho coi cái mặt Cam coi. Trời ơi. Cam. Sao nằm như nằm như đang bị trầm cảm vậy? Ok. Mệt ghê luôn mọi người. Rồi để mình đốt bánh kem lên nha các bạn nha. Khuôn mặt của bé Cam được dự sinh nhật. Nhìn cái mặt vui ghê, mặt vui ghê. Nhìn bé Mưa người ta tươi biết bao, nhìn cái mặt đó nè bạn. Nhìn cái mặt nó giống như là ai mới lấy trộm ba tươi của nó vậy á. Ok rồi. Để mình đốt đèn cầy nha các bạn nha. À, đẹp quá anh Cam ơi. Rồi xong luôn, thấy không? Cam buồn quá đèn cầy tắt luôn. Rồi đó. Dở cái đầu á. Yeah. Cái này liền chi cho nó buồn ngủ. Trời ơi trời đó. Ngước mắt lên con. Sinh nhật buồn ngủ vậy. Ok bạn ơi. Thì đây chính là toàn cảnh sinh nhật của bé Cam và bé Mưa mọi người ạ. À nhầm, sinh nhật của bé Cam thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, bé Mưa đến dự sinh. Đây đây bạn xem, đây là bé Mưa đến dự sinh nhật của bé Cam. Mặc áo vậy sao? Mặc áo cái kiểu này. Mặc đầm luôn, mặc váy luôn rồi. Mày nhìn cái mặt chủ xì nhìn cái mặt buồn không? Cái gì buồn như vậy? Sinh nhật mình đó. Ok, bây giờ hát chúc mừng sinh nhật đi nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Ủa đây. Chúc mừng sinh nhật Cam. Ủa, Cam, không cho nó ướt đã, cho nó ướt đã. Ướt đi. Con ướt được ở cùng bố mẹ thêm 100 năm nữa. Ok rồi, ok nha. Rồi. Ướt rồi, thổi nến đi. Ok. 2, 3. Yeah. Chúc mừng sinh nhật Cam. Vui quá trời vui. Và đây là cảnh bé Cam đang cắt bánh kem. Đó. Rất là không hề giả trương. À, đó, Cam ăn không? Tôi nhìn nó rung. Trời ơi, là cái lần tiên của sinh nhật mọi người. Trời ơi, vui lên con, vui lên Cam ơi. Hãy vui đi. Trời ơi, nhìn cái mặt nè. Trời ơi. Rồi ok, đây, đó, chúc đó. Mừng sinh nhật Cam nha. Đó. Chúc mừng sinh nhật Cam đã được 1 tuổi. Quà của Phong là một cái bánh sinh nhật mọi người ơi. Đây. Quà của Simi. Đây. Làm cái mũ. Mũ. Còn quà của mình là đắt tiền nhất đây. Siêu to khổng lồ bên này, xin xuất ra xin một tay xem. Được rồi, đó, ok bây giờ tạm biệt mọi người nha mọi người. À, tạm biệt mọi người đi Cam. Bye bye. Làm gì vậy? Làm gì?